Hello, cô Thừa mến chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng luôn luôn khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay cô Thừa chia sẻ đến các bạn. Ở trong vườn nhà cô Thừa có mấy loại cây và trái gì nha. Thì ở quê cô Thừa bây giờ đang là mùa nắng nên rau đồ trồng cũng không có được, nó không có được nên cô Thừa không có trồng rau. Còn mấy cái cây trái thôi. Và cây khế nữa. Đây trước mặt các bạn là cây khế đây. Đầu tiên cô Thừa khoe các bạn là cây khế. Là cái cây mà mình thương yêu nhất. À, bởi vì cây này nó tỏa bóng mát. À, lúc nào cũng trời nắng nào ra. Ngồi dưới gốc cây đây nè. Đó, bây giờ nó đang cho mùa hoa thứ hai đây các bạn. Hôm bữa trước một đợt rồi, trái xum xê rồi, hết một đợt, bây giờ ra đợt thứ hai này các bạn. Đó, cái chùm hoa đẹp không các bạn, thấy hoa khế chưa? Wow, dày đuôi luôn. Đó, dày. Cái đây cái nhánh này nó vẹp xuống này, mình có thể cũng để luôn, nó vẹp xuống sát đất luôn. Đó, mình cho xuống dưới đất luôn, tôi cũng để luôn, không có chặt vì nó đang có trái rất là uổng. Đây nè, đó, nó đang bắt đầu có trái nè. Đó, để gì múc hái cho nó dễ. Nó lớn là hái làm siro. Đó, đây là nó lớn nè các bạn thấy. Nó có mấy trái nó lớn nè, đó, ngay chỗ cái góc đó. Wow, khó thấy quá. Đó, đầu nó hòm hòm rồi đấy. Nhưng mà mình phải canh mây hái, chứ không là buổi tối là mấy anh dơi anh hái hết. Đó, hái không ăn bao nhiêu mà cứ hái rồi bỏ xuống dưới đất, rất là uổng. Đây nè, đó, cái này là mai mốt gì đây, là hờm chín rồi nè. Nhưng mà cái dáng cái khế này, cái trái nó xấu lắm các bạn. Nó chín, nó không có thẳng, nó quăng quăng như thế đấy. À, dáng dấp rất là xấu. Khế là khế ngọt nha các bạn. Nó như vậy đó. Này rất là mát. Che nguyên cái chỗ này luôn. À, trưa nóng, nhiều lúc nóng 37, 38 độ là thừa ra đây ngồi nè. À, rất là yêu cái khế đây. À, mọi thứ xung quanh đây là ươm cây rồi đó. Ươm cây mà cần bóng mát là cho đây luôn. Wow, lá rơi tơi tả. Đó. Cái nơi đây là cái nơi cô Thừa ươm cây nè. Đó. À, trên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, trái đó. Không biết có thấy không các bạn? Đó. Hôm bữa nó ra một đợt rồi, xong có một cái nhánh phía bên kia. Đó, cái nhánh trước mặt các bạn này. Rất là to. Xong rồi gió nhẹ thôi mà nó gãy đi. Nguyên một cái nhánh to. Rất là uổng, chứ không là nó mát nguyên cái chỗ này luôn này. Đó, chỗ này là bóng mát luôn mà nó gãy rồi. Nó gãy bởm quá thì trái non luôn. Đó. Rồi cái khế, rồi bây giờ qua cái cà nha các bạn. Là tím nè. Bây giờ không biết ăn tới đợt thứ mấy rồi. Bây giờ đợt này nè, nó ra trái quá trời luôn nha các bạn. Các bạn thấy không, tím hết luôn. Wow, nó đẻ nhánh quá trời nhiều luôn các bạn. Nó nứt nhánh mà đợt này của Thừa chưa có bón phân nữa, không có rảnh. Mà nó nứt như thế này nè các bạn. Đó. Đây này. Có trái nè, có chỗ nó sinh đô lên nè. Nè, một nhánh nó hai trái luôn nè các bạn. Đây, đó. Đây. Các bạn thấy không? Đó, xuống xuống hai trái luôn nè. Tuy là trái nó không có nhỏ, mà nó cũng là nhiều lứa rồi. Mà nó nhiều trái nên nó không to được các bạn, nhiều lắm. Đó, các bạn thấy tím hết luôn. Vừa ngắt bớt lá cho thấy đó. Wow, đây nè. Nhưng mà nó đâu có ăn lượt đâu. Cứ ăn lần cứ ra hái, hái mấy trái này các bạn. Cứ trái nó lớn thì mình hái đó, nó ở dưới sáng chơi luôn kìa. Này, wow, cái nhánh ra đây nè. Đó, cũng trái nè. Đây nè, ăn ngoài đọt rồi nè. Đó.
bao chỗ nào cũng có trái luôn, khắp nơi luôn. Trong này là xài nhất à, đó, lung lăng cứ nó sinh đôi như thế này các bạn, đó, cứ một cặp như thế này này, đó, ra cặp gần bên này bên trái nó nhỏ, và cái chỗ này nó sinh ba luôn này các bạn, đó, đợt này sao mà nó mạnh khỏe thế này, này, đó, nó sinh ba luôn nè, wow, đó, một trái nó sinh ba mà trái còn lớn nữa chứ. Này con cái lớn hơn, hai cái kia nhỏ hơn. Wow, nó ưa nước lắm nha các bạn. Mỗi lần cô thừa tưới là thả cái dòi ở dưới gốc luôn á. Thả nó vào nước nằm dưới gốc cháy la lá nó hút lã đời chừng nào nó tràn trề lắm thì thôi á. Nó để mình lại mùa nắng đó. Đây, à, bạn thấy này này nè. À, dưới gốc mà nằm ở trái nè. Thấy cái nhánh này nó lẽ chắc bỏ nè, nhưng mà cô thừa thấy nó có bông thôi. Không cắt bỏ ở vậy mà cũng có trái các bạn. Thường thường ta nói cái nhánh này mình cắt bỏ chứ không có trái đâu, mà thấy nó không có trái này, nó bị xẹo một chút là do nằm ngon tí này, ở lên lên cạp này, đó vậy mà cũng lần có. Đây đây nữa này, đó cái nhánh này nó không có trái nữa này, cong cong quẹo quẹo rồi, đấy, đấy vậy mà cũng có trái, trái chút xíu luôn nè, đó, rồi đây. Đó, trái là của cái cây bên cạnh, hai cây, được hai cây cà tím. Wow, xong sao luôn. Hai nhánh này nè, đó cái nhánh này nè. Nhánh này là của cái cây xâm sơ này. Đó. Thương quá luôn, cũng hết luôn. Rồi bây giờ ba cây bên cạnh nha các bạn. Đây. Ở đây nè, trái ít hơn. Đó, các bạn xem đó. Mà cây này thì sinh lẻ loi chứ không có sinh đôi sinh ba. Đó. Đấy, đợt này này của tôi chưa có bốn phân á. Bữa nó không có hoa gì hết trơn á. Chưa. Rồi tưới nước thôi à, không có rảnh. Đi bốn phân mà nó như thế này này. Đó, đây là cây bên cạnh này. Trái ít hơn. Đó. Wow. Cái hái ăn lần lần cánh nó lớn hơn thì hái ra lớn lớn ngay đây. Bây giờ là hái được mấy trái này. Đó, dưới đất này. Này là hái được này. Đó. Xấu xí lắm. Wow. Đụng dưới đất luôn á. Đó, đây dưới kia. Từ xa kia là dưới đất đó. Chấm đất luôn. Đó, là cây cà tím tí. Thích quá trời, đợt này nó nắng lắm mà sao là nó như thế này nè. Chắc là cô thừa tưới nước nhiều. Nó rất là thích nước các bạn. À, còn đây là ba cây cà dĩa. Xa xa kia là cây cà pháo, cà pháo trái to. Ở góc kia có một cây cây cà pháo trái nhỏ, tím tím rất là đẹp nhưng mà nó bị sâu đầy. Nó quăng quăng đọt hết, nhổ bỏ rồi. À, còn cây cà dĩa đây thì trái lưa thưa. Đấy, cho ăn lai rai cho nó không có ra sai. Đó. Rồi, bây giờ qua ở bên cây cà chua với là cây đu đủ nên các bạn thấy nó lạ lắm nha các bạn. Rồi, đây là cây đu đủ nè. Đó, cây đu đủ mình này nó lạ lắm nè. Wow, đó. Coi nè. Nó ra con trái vậy nè. Còn như là nứt nhánh, nứt bông gì ta lá mình. Đây nè. Là trên này bắt đầu à. Trên kia con trái. Đấy, bông của nó như vậy các bạn, nó không có giống những cái cây bình thường đâu. Đó, nó nhánh nó như thế này nè, không biết dạng hay dạng gì. Dạng đây là cây gì đây? Không biết đây là nó giống gì. Các bạn nào biết cho mình biết đi nha. Không biết đây là loại cây đủ dạng gì. Vào có một trái đây nè, thấy thương. À, không thấy luôn. Đó. Nó dài cũng được một gan rồi các bạn, hơn một gan đấy. Có một trái duy nhất đây. Wow. Trên kia có đâu mà có một trái tốt trên kia. Cây này nó cao khoảng 5 mét đấy các bạn.
tính luôn, tính đọt luôn, 5 mét đó. Ngộ quá ha. Nào, anh đi tới đâu? Trời ơi, con tay. Cây này thì bình thường rồi, nó cao nhiêu luôn, cao lắm đó bạn, nó cao bao nhiêu? Cao hơn cái mái ngói nhà, mái nhà luôn nè. Đằng nào đang kêu mấy cái trái đó. Tự mọc đó các bạn, tự mọc xong từ bướm đem ra đây trồng nè, chứ không có gieo nó đâu, nó gieo thì nó không có mọc. Đây, qua bên này là cây cà chua, cây cà chua đây là nó bị biến dạng các bạn, ăn cái thôi, các bạn xem nó, nếu mùa nắng là mùa không có trồng được, đó, nhưng mà tại đây là nó cái giống của nó, nó trồng là từ hồi trước qua Tết ấy, tới giờ này các bạn. Đó, bây giờ thì không thể nào trồng được, mình trồng mà cà chua ở nhà mà trồng sâu sạch, cà chua sạch đó, không phân thuốc là nó không có được, nó khó lắm, ở ngoài cô thừa khó lắm. Đây nè, nó biến dạng rồi các bạn. Đấy, đây là cái giống nó là cây cà chua trái nhọn nhọn dài dài ấy, kêu là cái cà chua gì đấy quên rồi. Cô thường có làm cái clip á, cô thường có cái clip mà cái giống nó phát triển ngon lành á, nhìn nó rất là đẹp, nó nhọn nhọn đít à, mà giờ vô đây nó biến dạng, nó nắng quá đó. Đó, nó nắng quá nó biến dạng thành là như thế này này. Ồ, đây cái trên này để kéo xuống luôn. Này, mọc lên trên cái dàn xù luôn rồi. À, dễ thương rồi, mình cho nó này cái này luôn rồi. Đây, đấy. Giờ đâu xanh rầy rồi, lung tung nó nắng quá đó. Xanh rầy trắng trắng đó. Đó, nhưng mà vẫn tưới nước chăm nó đây này. Con này nó biến vàng mà nó nhìn con này, cái nít của nó nè. Luôn nó lõm như một cái lỗ như cái rúng luôn đó. Còn thấy không, nếu như đây mà cái giống như vậy cũng ngộ chứ, nhưng mà không phải đâu đó, nó có cái nhọn ra luôn á, mà này, nó nắng quá nó biến dạng, nó thụt nó làm cái rúng luôn đó. Đây, đây đây cũng vậy luôn, trời ơi một cặp luôn. Bây giờ cô thường thấy nè, trời ơi nó biến dạng ra một cây á, mà nó vậy nè các bạn, hai trái đây thì vậy hình dạng nó vậy. Rồi cái trái đây này nó làm vậy. Đó, nó chỉ giờ mình thấy cái trái này thôi à. À như cái trái này cũng như vậy luôn. Đây là do khí hậu này, nó nắng quá nó biến đổi này. Đó, nó biến dạng đi đó các bạn. Đây là nếu như mà trồng một cây mà nguyên như vậy, cái giống nó vậy thì cũng dễ thương ha. Đó, mình trồng mình làm cây cảnh. Đó. Đây. Cây ớt, cây này là cây ớt hồi còn nhỏ, cái lá nó to to, tưởng nó là cây ớt hiểm, ớt xin, nhưng mà khi lớn lên là nó như thế này, là cây ớt trắng các bạn, ớt vàng, đó, nó còn non, nó bằng vàng như vậy đó, đây bắt đầu nó hơm rồi này, mà nó còn non là nó trắng chứ, nó còn nó lên, nó mới lên nó trắng, xong nó vàng, xong rồi nó mới đỏ các bạn, cái này là cái giống này sai lắm nè, mà cái cây, cái dạng này nó rất là bền, trồng nó bền lắm các bạn, nó có bị sâu rầy lắm, nó rất là sai nha, chăm nó kỹ nó sai lắm ấy. Đây này, đây này, nó giống ớt trắng như thế này các bạn, đó, nó còn non, nó trắng như thế này nè, gọi là cái giống ớt trắng. Người ta nói cái gốc giống cái giống này là giống của Trung Quốc. Đó, bắt đầu nó có trái rồi à nọ. Ở dưới đây nó có ba trái đỏ mà có thể cắt à, sợ chim nó ăn. Ở đây đây đây, nó ăn chim, nó ăn ba trái mà chim nó ăn này. Đó, sáng có thừa hái ăn chim nó ăn như này, nó cắt bỏ xuống dưới đây, còn hai trái kia đem vô giả rồi. Đấy, đây rồi tôi mời mà chín mà không hái là nó ăn về nè, nó ăn về là nó bỏ cho nó không ăn hết đâu. Đó, cho xuống đây cho mất cái mọc cái khác. Đây, đây nó trồng một cặp lận, cái chị cái gì cho cái con một cặp mũ mẫm trồng ngon lắm, cái này nó bị sâu rầy này. Ê không phải,
cái này á không phải sâu rầy, cây này, cây này, cây cả trái đây này, hồi là nó bị sâu rầy nó, và thường mình cắt, cắt thằng này, cắt hết, rồi chăm nó lớn, không tốt như thế này này, đó. Còn sâu rầy nó quăng đọt hết tưởng nó chết đấy, bây giờ nó hơn cái anh này hồi bụ bẩm ngon lắm, nó lên tốt tơi xong được cái nhánh khế đó, cái nhánh khế này có thừa nói đó. Rồi nó gió một phát nó quặp xuống dưới đây luôn, rồi nó đè gãy luôn mấy cái nhánh này luôn, trụ lũi xuống đây luôn các bạn, trụi xuống nó vẹp xuống luôn. Nó vừa cắt này, cắt nhân này, này. Đấy, cắt nhân này nè. Đó, rồi bây giờ nó mới nứt lên nè, giờ dưỡng cho nó nứt ra nè. Wow, đó, thôi là vạm vỡ hơn người ta bên cạnh rồi, bên cạnh giờ người ta có trái mình giờ như thế này. Đó, mình bị do cây này bị tai nạn. Bị tai nạn cho nên nó như thế này đó. Tai nạn môi trường đấy. Wow, bữa nó gãy nó đè này gãy mà tiếc sao mà tiếc. Wow, nhánh nó sợ hơn xưa nó mướt à. Đúng như là giờ nó cũng hơn cây này luôn á. Ớt đó. Đó. Hôm nay cô Tư chia sẻ đến các bạn mấy cây như vậy à, còn được cây đu đủ nữa chứ, quên đứng đây nhìn tới đây thấy cây đu đủ kìa nè, đó đu đủ đây nè. Bây giờ có hai trái nè, các bạn thấy không à, đây thấy nè, đó hai trái hồi bữa nó có hai trái dưới đây nè, đây nè, đó đây một trái, bên đây một trái, hai trái đó là ăn rồi. Cái trái nó là rất là cái ruột nó màu đỏ các bạn, màu đỏ. Khi mà nó thường thường những cái, có thể thấy những cái trái mà nó hờm là bắt đầu nó mềm rồi, còn cái nó đỏ vậy chứ mà nó còn cứng các bạn, cứng bổ ra nó màu đỏ đẹp lắm à. À, nên cô Thừa thấy vậy mới chăm nó nè, tưới nước, tưới nước thì nó ra được hai trái nữa đó. Đó, đây là rất đẹp đó, vậy nhưng mà ra cũng trái kia trái nọ thôi, trái này thì ăn nhấp thẳng phương thức, còn cái này thì eo qua eo lại. Hồi bữa dưới này một cặp cũng vậy, cũng trái thẳng một trái thì bị eo qua bên, giờ lên trên đây cũng vậy đó. Bắt đầu là có sâu rầy, mình đầy được các bạn. Rồi cái này là chắc cũng phải bắt. Bắt rầy. Chứ đâu có dám phun thuốc. Đó. Cái này là còn ở thời mùa tháng 10, tháng 11 các bạn. Còn nó còn nhỏ như đây này, bão nó nghiêng qua, nó nghiêng lại tới nó chết ấy. Nháy mà nó còn sống tới giờ luôn nè. Wow. Cạnh cây khế thì nó có cái chậu hoa giấy màu đỏ đẹp quá ha các bạn. Wow. Đó. Đây, cây nhỏ nhỏ nữa nè, cây này thường nó dài mà cắt tỉa cho nó nứt ra khác, cắt nhánh thì cũng phải cắt tỉa cắt cho nó gọn rồi nó ra tiếp. Đó. Rồi giờ là hôm nay cô Thừa chia sẻ đến các bạn những cái cây trái trong vườn nhà của Thừa là có bao nhiêu đó đó. Đó, mình thích nhất là cây cà tím phải không các bạn? Đó, trước mặt là cây cà tím đó. Đó. Rồi, như vậy là cô Thừa dừng clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like, share, comment và đăng ký ủng hộ cô Thừa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.